Cho bác xem hạt hoa anh đào nhé. Hạt hoa anh đào phải cho vào trong tủ lạnh để ngủ đông. Đấy, rất là nhiều. Mà phải cho nó ngủ đông trong này. Đó. Chỉ tỉ hạt, rất nhiều hạt đúng không? Đấy, và đây là một cái túi em lấy ra thử cho các bác nhìn xem hạt hoa anh đào nó như thế nào nhé. Đó. Cái này nó mình phải cho vào trong tủ lạnh để nó ngủ đông. Đấy, hạt của nó đây rất là mát. Đó, hạt của nó giống như là quả bàng ấy, giống như quả bàng ấy. Giống như hạt đào của mình thôi, nhưng mà nó rất là bé, nó chỉ to bằng hai hạt tiêu của cộng lại thôi. Đấy, hai hạt tiêu cộng lại thôi, rất là bé. Đấy, và mình phải cho tủ lạnh thì nó ngủ đông. Đó. Đó. Rất là bé. Và trong mỗi cái túi này của nó là cái cân nhà mình đâu nhỉ? Cân nhà mình đằng kia. À. Đây. Mình sẽ cân thử xem cái túi này bao nhiêu cân nhá. Đâu cân đâu rồi? Đằng chỗ cái góc mà có cái chưa kìa. À, để thử cái cân này nhé. Cân này được một túi này được 5 lạng thôi. Đó, 5 lạng nhưng có hàng nghìn hạt này. Có 5 lạng rất ít đúng không? À, hàng nghìn hạt có thể tạo ra hàng nghìn cây. Đó, khác nhau. Và bây giờ thì bán trên thị trường cứ một cây của nó tầm khoảng đôi triệu cây. Đó, rất là có giá đúng không?